Thưa quý vị, chiều nay Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Hóa học năm 2022 thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ và một đồng nghiệp người Đan Mạch với nghiên cứu phản ứng hóa học click và phản ứng hóa học xảy ra bên trong các cơ thể sống không can thiệp các quá trình sinh hóa, được sử dụng trong phát triển dược phẩm và lập bản đồ ADN. Hai nhà khoa học người Mỹ là Barry Sharpless và Morton Meda đặt nền tảng cho phản ứng hóa học Click, một thuật ngữ đề cập đến việc sử dụng các phân tử dễ dàng liên kết với nhau, trong khi bà Kalorin Betozi, người Đan Mạch, đã đưa phản ứng này tới một tầm cao mới và bắt đầu sử dụng trong tổ chức sống. Những phản ứng trên đang được giới nghiên cứu dùng rộng rãi trên toàn cầu để khám phá tế bào và theo dõi quá trình sinh học. Sử dụng phản ứng sinh trực giao, các nhà nghiên cứu đã cải tiến thuốc điều trị ung thư, hiện nay đang được thử nghiệm lâm sàng. Cả hai kỹ thuật này đã cách mạng hóa những phương thức mà các nhà khoa học có thể sử dụng để tạo ra các phân tử hữu ích bên trong tế bào sống và theo dõi quá trình phát triển mà không gây hại cho tế bào. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký thành luật 4 hiệp ước sắp nhập 4 vùng của Ukraine, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào lãnh thổ Nga. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống Putin và người đứng đầu 4 vùng Ukraine ly khai đã ký các hiệp ước này. Vào ngày 2 tháng 10, Tòa án Hiến pháp Nga đã xác minh các hiệp ước này là hợp pháp. Ngày 3 tháng 10, Hạ viện Nga, Duma Quốc gia phê chuẩn các thỏa thuận đó. Và đến ngày 4 tháng 10, Thượng viện Nga tức Hội đồng Liên bang cũng nhất trí thông qua các văn bản này. Bốn khu vực trên là nơi mà Nga kiểm soát phần lớn hoặc một phần, chiếm 18% lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận. Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký xác lệnh chính thức loại bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Bóng đá Indonesia đã chứng kiến thảm kịch kinh hoàng khi các vụ bạo loạn sân cỏ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và đến hôm nay thì con số thương vong chính thức được cảnh sát nước này công bố là 131 người. Theo cảnh sát Indonesia, số người thiệt mạng được ghi nhận bao gồm 44 người ở 3 bệnh viện thuộc chính phủ, 75 trường hợp khác được ghi nhận tử vong ở 7 bệnh viện tư nhân và 12 nạn nhân chết ở các cơ sở y tế bên ngoài. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn 29 người, trong đó có 23 người là cảnh sát, nhân viên an ninh và 6 người là nhân chứng của sự việc. Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn ghi hình cho thấy các binh sĩ có hành động đàn áp đối với các cổ động viên. Tư lệnh quân đội Indonesia khẳng định họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có kết luận thay vì chỉ chịu kỷ luật. sa mạc y tế là cụm từ chỉ tình trạng khan hiếm bác sĩ trong một thời gian dài. Thực trạng từng trường như chỉ có các vùng nông thôn hẻo lánh lại đang trở thành một vấn đề nóng ở một đất nước phát triển như Pháp, nhất là khi có các quốc gia Tây Âu này đang là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 lớn thứ ba thế giới. Xin lỗi hôm nay không được, phòng khám của chúng tôi không còn chỗ trống cho hôm nay. Riêng trong buổi sáng hôm nay tôi đã phải bỏ qua 52 cuộc điện thoại, có những người gọi đến một vài lần, cảm giác thật khó chịu khi cứ liên tục phải bỏ qua như vậy, nhưng thực sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ở đây tại Lava, thủ phủ của tỉnh Mayenne ở tây bắc nước Pháp, nơi được coi là điển hình cho tình trạng sa mạc y tế, khi trung bình chỉ có 65 bác sĩ và bác sĩ gia đình trên mỗi 100.000 dân, mức trung bình của toàn quốc cũng không cao hơn mấy, với chỉ 85 bác sĩ trên mỗi 100.000 dân. Vấn đề vài năm trước vốn chỉ diễn ra ở các khu vực nông thôn nay đã lan đến các thành thị và thành phố cỡ chung ở Pháp. Mạng lưới y tế của nước này đang thiếu khả năng cung cấp sự chăm sóc đồng đều cho tất cả người dân. Vị bác sĩ đã 72 tuổi này là một trong số 12 bác sĩ đã về hưu chịu trách nhiệm cho phòng phẫu thuật này. Để tìm được một bác sĩ ở đây, đúng là như cơn ác mộng vậy. Tôi đã đến Larron, Saint-Bétevin, Charenge rồi đến Lava. Ông sống ở đâu? Port Relay, cách đây 18 km. Những người dân ở đây đã rất khó khăn để tìm được bác sĩ. Vậy nên tôi nghĩ rằng, khi mình còn có thể, thì nên làm gì đó. Chúng tôi là bác sĩ và sẽ luôn thoải mái và tự hào khi vẫn có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình. Trong quãng thời gian từ năm 1970 đến 2000, nước Pháp được cho là đã tuyển dụng không đủ bác sĩ, dần dần lực lượng bác sĩ giảm đi cả về số lượng và chất lượng, dẫn đến tình trạng sa mạc y tế. Do đó, các bác sĩ đã về hưu buộc phải quay trở lại với các phòng khám. Ở một đất nước có hệ thống an sinh xã hội phổ cập như Pháp, hiện 6 triệu người dân, trong đó có 600.000 người bị bệnh kinh niên không có bác sĩ điều trị thường xuyên. Ở một số khu vực, việc phải chờ hơn 3 tuần mới được bác sĩ đa khoa khám không phải là chuyện hiếm. Và khi làn sóng COVID-19 đang có dấu hiệu quay trở lại Pháp, thì việc phải củng cố lực lượng y tế lại càng trở nên cấp bách hơn. Số ca mắc COVID-19 trung bình trong vòng một tuần qua đã lên đến gần 48.000 trường hợp mỗi ngày, tăng 27% so với một tuần trước đó. Số người mắc COVID-19 phải nhập viện đã vượt ngưỡng 15.000 ca, trong đó có khoảng 850 trường hợp phải điều trị tích cực. Khoảng 2 đến 3 tháng trước, mỗi bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm điều trị khoảng 30 bệnh nhân. Còn bây giờ, con số lên tới 60 bệnh nhân một ngày. <laughs> Nhiều chuyên gia y tế Pháp dự báo một làn sóng COVID-19 mới có khả năng bùng phát trong mùa đông tới khi nhiệt độ hạ thấp sẽ giúp virus có điều kiện lây lan nhanh hơn. Trong khi đó, các bác sĩ ở Pháp lại đang có xu hướng lão hóa khi hơn một phần tư trong số họ ở độ tuổi trên 55. Ngành y tế Pháp đã phải tuyển bổ sung các bác sĩ chuyên khoa từ nhiều nước khác như Bỉ, Đức, Ba Lan hay Romani, đồng thời nỗ lực tăng cường sức hút đối với các cử nhân y khoa từ các nước ngoài Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp mang tính tình thế. Các chuyên gia cho rằng Quốc hội và Chính phủ Pháp sẽ cần những lộ trình đồng bộ và dài hơi hơn để giải quyết những sa mạc y tế này. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo sẽ nối lại xuất khẩu khí đốt sang Italia, trung chuyển qua lãnh thổ Áo sau khi đã tạm ngưng vào cuối tuần qua. Tập đoàn năng lượng Gazprom cùng với các khách hàng ở Italia đã tìm ra giải pháp về mua bán khí đốt sau khi Áo điều chỉnh một số quy định liên quan. Phía Áo khẳng định sẵn sàng thông qua các vận đơn của công ty Gazprom cho phép nối lại trung chuyển khí đốt của Nga qua Áo. Cuối tuần qua, tập đoàn Gazprom đã ngừng chuyển khí đốt qua Italia và Áo sau khi công ty vận hành hệ thống đường ống từ chối thông qua vận đơn. Khí đốt của Nga hiện chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu khí đốt của Italia. Chính phủ Italia đã ký các thỏa thuận mới với các nhà cung cấp khí đốt khác như Algeria và một số nước Bắc Âu để giảm sự phụ thuộc vào Nga, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2023 khi cuộc xung đột tại Ukraine và một số yếu tố khác ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Trong bảng sửa đổi dự báo thương mại hàng năm, các nhà kinh tế WTO vẫn giữ nguyên dự báo kinh tế toàn cầu tăng ở mức 2,8% trong năm nay, tương đương với mức đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, trong năm tới, tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến chỉ đạt 2,3%. Liên quan đến thương mại hàng hóa toàn cầu, WTO dự báo tăng trưởng thương mại sẽ tăng 3,5% trong năm nay, nhưng trong năm tới sẽ chỉ đạt 1%. WTO còn nhấn mạnh đến những thay đổi lớn xung quanh các dự báo do chính sách tiền tệ thay đổi ở các nền kinh tế tiên tiến và diễn biến khó lường của cuộc xung đột tại Ukraine. Nếu tình hình xấu đi, tăng trưởng thương mại trong năm tới có thể âm 2,8%. Nếu mọi diễn biến diễn ra tích cực hơn, tăng trưởng thương mại toàn cầu có thể lên tới 4,6%. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.